Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Làm Như Thế Nào. Trong ngày hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách sử dụng công cụ Eraser Background. Mọi người thường sử dụng các phương pháp phức tạp để xóa hình nền, trong khi chúng ta hoàn toàn có thể làm điều đó dễ dàng hơn với công cụ Eraser Background. Nó tạo ra kết quả rất tuyệt vời bằng việc phát hiện màu tự động và lựa chọn để xóa. Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện công cụ để xóa nền bầu trời và thay thế nó bằng một hiệu ứng gradient. Đây là hình ảnh ban đầu của chúng ta. Và đây sẽ là hình ảnh hoàn thành sau khi thực hiện sản phẩm. Đầu tiên để thực hiện, các bạn cần kiếm một hình ảnh stock. Tại đây tôi sử dụng hình ảnh stock free từ trang realtime.com. Đây là trang các bạn có thể download các hình ảnh stock miễn phí. Sau khi tải về, các bạn mở ra. Việc đầu tiên cần làm là các bạn nhân đôi layer để tránh thực hiện sai sót khi làm việc. Các bạn ấn Ctrl Z để nhân đôi layer. Sau đó, để gọi ra công cụ Eraser Background, các bạn tìm đến công cụ tẩy ở trên thanh công cụ. Chuột phải, chọn Background Eraser Tool. Hoặc các bạn có thể ấn phím Shift E trên bàn phím đến khi nào hiện ra thanh công cụ. Lúc này phần tùy biến trên thanh công cụ đã thay đổi và phần trỏ chuột được biến thành một hình tròn với một dấu gạch chữ thập ở bên trong. Khu vực dấu chữ thập là nơi mà chúng ta sẽ chọn màu sắc mà chúng ta muốn xóa, và mọi thứ khác bên trong vòng tròn có màu sắc đó sẽ bị xóa. Các bạn kích chuột phải vào bất kỳ nơi nào trong ảnh để mở ra các tùy chọn cho công cụ. Trong phần tùy chọn, mục thứ nhất là size, là kích cỡ. Mục thứ hai là hardness, là độ sắc cạnh của bút tẩy. Mình khuyên các bạn luôn giữ giá trị này ở mức độ cao, vì nếu để ở mức độ thấp, khi xóa các bạn sẽ tạo ra các cạnh mềm và dễ hiện ra hình nền ở đằng sau. Phần spacing, các bạn nên để giá trị từ khoảng 1 đến 50%, khi đó các bạn xóa hình ảnh sẽ được trơn tru mượt mà hơn. Tiếp theo, các bạn tích kiểm vào mục Sampling 1. Mục này sẽ cho phép chúng ta chỉ lấy một màu và xóa màu đó trong toàn bộ nền ảnh. Phần limit, chúng ta sẽ bắt đầu khảo sát với mục là Continue. Phần tiếp theo là Tolerance, là mức độ zoom size. Các bạn có thể để khoảng 50% với những bức ảnh có mức độ chênh lệch màu giữa nền và vật cần xóa cao. Với những chi tiết có mức độ giữa màu nền cần xóa so với chi tiết có màu gần tương đồng nhau, các bạn có thể giảm giá trị này xuống. Giờ chúng ta bắt đầu tiến hành xóa hình nền. Các bạn chỉnh kích thước to nhỏ của công cụ bằng hai nút ngoặc vuông lên và xuống để tùy biến size của bút xóa. Kích vào một điểm để lấy màu của nền trời. Sau đó chúng ta bắt đầu xóa ảnh. Khá là dễ dàng. Tại những vùng như thế này chẳng hạn, các bạn có thể giảm mức độ zoom size xuống như mình đã nói. Hoặc các bạn chuyển chế độ về Discontinuous.
Ngoài ra, nếu tiết kiệm vào hộp Protect for Color, các bạn giữ phím An để chọn màu mà mình cần giữ lại. Đây là màu sẽ bảo vệ trong quá trình xóa. Hoặc là những màu, các bạn chọn những màu ở gần viền đối tượng. Điều này được thực hiện khi sử dụng để xóa nền cho những bức ảnh khó hơn. Còn với bức ảnh có độ sắc nét và tương phản cao như này, chúng ta cũng không cần dùng đến. Sau khi xóa xong hoàn toàn, các bạn sẽ có được hình ảnh thu được là như thế này. Dưới layer vừa xóa, các bạn tạo thêm một layer mới. Đặt layer xe đạp lên trên. Đặt layer gốc kéo lên trên. Tại layer trông phía dưới. Tại layer trông phía dưới, các bạn chọn công cụ Gradient. Load về một số Gradient tạo bầu trời có sẵn. Vậy là chúng ta đã thay thế hoàn toàn nền của bức ảnh. Trên đây tôi vừa hướng dẫn các bạn cách sử dụng cơ bản cho công cụ Eraser Background. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng kỹ thuật tương tự để áp dụng với các trường hợp. Với hàng loạt các hình ảnh và tình huống. Ví dụ, ở đây tôi có một hình ảnh khác cũng đã được sử dụng bằng công cụ Eraser Background. Qua hình này các bạn sẽ thấy rõ hơn. Phần nền trời giữa những đám lá cây và cành cây cũng đã được xóa một cách triệt để. Các bạn hãy tận dụng thật tốt công cụ này để sử dụng cho mục đích của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.